em có một cái thùng và thùng loa center của Đường Đông. Đây anh em nhá. Và thùng loa. Đấy, và thùng loa. Đấy. Loa thì mất rồi, còn vào thùng thôi. Cái chỗ này hơi cấn nhẹm tí xíu này. Đấy. Đấy, bán cho anh em về chế cháo. Về chế ghép loa. Đấy, căng đầy đủ anh em nhá. Cái căng đây. Đấy, dây còn có dây luôn đây này. Đấy, cái dây thò hai bên đều có nhá. Đây. Đấy. Anh em về chế ghép loa. Đấy. Em, anh em chờ em giây lát này, em kiếm cái thước em đo cái kích thước này cho anh em tưởng tượng luôn nhé. Anh em chờ em tí em đi kiếm cái thước. Rồi sẽ đo kích thước luôn cho các bác nhìn luôn nhé, cụ thể nhé. Chiều dài tổng của nó là 20,5. Chiều sâu của nó là lắp cả cái căng nó rơi 16. Chiều dày của nó đây. Chiều dày của nó là 6,5. Đấy. Còn kích thước của cái lỗ loa đây, em sẽ đo cái đường kính lỗ loa trước nhé. Đường kính của lỗ loa thì của nó là 5,3 cm. Đấy, 5,3. Còn đường vị trí bắt ốc của nó, đường chéo của nó, vị trí bắt ốc của nó là 6,75. Có như là 6,75 anh em nhé. Đấy, tính đến giữa lỗ là 6,75. Đấy, 6,70 đi, nó dễ. Xê dịch một tí anh em vẫn có thể bắt được ốc. Đấy. Đấy, cái trước vỏ thùng này thì em bán với giá là 180.000 bao ship thôi. Đấy, cho anh em về chế cháo loa. 180.000 bao ship anh em nhé. Vỏ thùng của Đơn Đông. Đấy. Anh em nào lấy được thì liên hệ số Zalo của Trung Kiên Audio là số 0975 575262. Rồi, cảm ơn anh em.